Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 7 tháng 1, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp chính quyền, các sở ban ngành cần nỗ lực để hiện thực hóa các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao những kết quả đạt được của năm 2021. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức rất lớn và chưa có tiền lệ, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu, ý chí quyết tâm và tinh thần vượt khó, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 đạt 6,5%, đứng thứ 13 trong 14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và đứng thứ 18 trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có bước đột phá ấn tượng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 5.511,4 tỷ đồng, tăng 51,3% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.676 tỷ đồng, tăng 50,6% so với năm 2020. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, khẳng định tư duy và cách làm mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các sở, ban ngành trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, các nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện tốt chủ đề năm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các sở ngành từ trên xuống dưới để xử lý công việc chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Vì thế, các cấp chính quyền, các sở, ban ngành cần quyết tâm hơn đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, đặc biệt là quyết tâm hiện thực hóa các dự án động lực ngay trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi đề nghị các đồng chí là trước hết là chúng ta trên cái cơ sở đánh giá những cái hạn chế tồn tại, những cái còn là khuyết điểm của chúng ta, thì đề nghị các đồng chí tập trung đưa ra được các cái giải pháp cụ thể để chúng ta giải quyết các vấn đề này. Hội nghị này lần này chúng ta đưa ra được thì cả năm chúng ta sẽ triển khai được. Báo cáo các đồng chí, tôi cũng chỉ ví dụ đơn giản thôi. Trước đây chúng ta đã phân công phân nhiệm tốt. Lần này chúng ta phân công phân nhiệm phải cộng thêm kết quả. Phải có sản phẩm. Doanh nghiệp thì gọi là KPI, tức là gắn với sản phẩm. Thì chúng ta mới đạt được những cái kết quả mong muốn. Theo đúng thời gian, theo đúng kết quả. Nhưng tôi mong muốn là các đồng chí trong ủy ban, rồi các đồng chí tại các cấp chính quyền thì cũng cố gắng là chúng ta điều hành theo hướng là có kết quả, có sản phẩm theo từng lĩnh vực. Thứ hai đây là tôi đề nghị các đồng chí là tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền cấp tỉnh. Chúng ta cũng nhìn thấy là năm 2021 đạt được những kết quả là do chúng ta đã có đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành. Lần này chúng ta cũng phải làm mạnh mẽ hơn, phân công rõ ràng và khoa học hơn. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu, nhiều địa phương ở trong cả nước cũng tìm tòi những cái mô hình đấy. Thì chúng ta cũng trên những cơ sở các cái mô hình mà quản lý hiện đại, quản lý làm thế nào mà chúng ta thấy rằng là công việc được hiệu quả, chính quyền chúng ta hoạt động hiệu lực, thì chúng ta cố gắng xây dựng các mô hình, các cái phương pháp lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là cái việc điều hành của chúng ta. Từ đó thì chúng ta sẽ khắc phục được các cái nhược điểm, các cái điểm mà còn tồn tại trong cái quá trình chúng ta thực hiện điều hành. Năm 2022 có nhiều ngày lễ kỷ niệm, có nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh Quảng Trị cũng như của đất nước. Vì thế cần xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần, truyền thống của người Quảng Trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với quyết tâm cao và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng hành của người dân và doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm thực hiện tốt chủ đề trách nhiệm, kỷ cương, thích ứng an toàn,
thúc đẩy tăng trưởng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định. Trong kế hoạch hành động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 đến 66 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.150 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 24.000 tỷ đồng. Trong điều kiện biến thể mới của dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, thì những chỉ tiêu này đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước vào cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh khẳng định và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vấn đề tồn tại, hạn chế đã được các thành viên dự họp chỉ ra và kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có các giải pháp khắc phục. Đặc biệt là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, công tác quy hoạch và tình trạng nhiều dự án được cấp phép nhưng không triển khai đầu tư theo cam kết. Đồng thời, kiến nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Những vấn đề này đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và chỉ đạo giải quyết. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư một số cái dự án trên địa bàn. Vừa rồi họp hội đồng cũng là chất vấn, cũng nêu ra rồi đoàn giám sát của tỉnh ủy trong công tác quản lý đất đai, trong công tác kêu gọi thu hút đầu tư và trong hỗ trợ nhà đầu tư cũng như xử lý các cái nhà đầu tư còn chậm trễ. Thì cái này tôi đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, các ngành liên quan, các địa phương ra soát lại các cái dự án trên địa bàn có thể là sang dự chỗ để mà sang chuyển nhượng, rồi là coi như dự chỗ để như vậy, rồi đi huy động vốn năm này qua năm khác kéo dài, vẫn đang còn ế ẩm và cái tình trạng này vẫn đang còn rất nhiều nơi. Rồi mong rằng năm 22 này từng ngành, từng cơ quan, từng đơn vị, từng địa phương phải rà soát trên địa bàn của mình để chúng ta tham mưu Ủy ban tỉnh có lại xây dựng lại cái kế hoạch, cái quy chế, cái tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư một cách nó sát, nó đúng và nó trúng, chứ không để cái tồn tại như những cái năm vừa rồi. Mỗi ngành liên quan đến mỗi quy hoạch, nếu chúng ta phối hợp không tốt cái này thì cứ mỗi lần lấy ý kiến qua vướng quy hoạch xong cơ quan chủ trì tổng hợp vướng ý kiến thì như thế nó rất là khó khăn, cứ đi lại như thế này thì nó lại khó khăn trong cái việc mà chúng ta cấp các cái chủ trương đầu tư và xúc tiến kêu gọi đầu tư. Nhận định dịch COVID-19 vẫn còn là thách thức lớn của thế giới, trong nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các ngành, các địa phương cần đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch với mục tiêu trong giai đoạn này là hạn chế tử vong và không để dịch bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội. Cái câu chuyện phòng chống dịch vẫn là một vấn đề mà xuyên suốt, đặc biệt là đây là một cái thời gian cao điểm khi chúng ta chuyển mùa, khi chúng ta có những điều kiện thuận lợi để cho dịch bệnh phát triển. Và đặc biệt là báo cáo các ông chí là tình hình dịch bệnh trên cả nước của chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới vẫn đang hết sức căng thẳng. Biến chủng Omicron vẫn chưa có một cái đánh giá nào cụ thể về tác hại của nó. Và tỷ lệ lây nhiễm của cả nước vẫn đang nằm ở mức cao, tỷ lệ tử vong vẫn nằm ở mức rất cao. Báo cáo các ông chí như vậy. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ để tập trung triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này, các sở ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã bắt tay ngay vào việc xây dựng các kế hoạch, đề án để hiện thực hóa kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với cả thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành nông nghiệp và công nghiệp, hai ngành có đóng góp chủ yếu cho nền kinh tế Quảng Trị trong giai đoạn này. Đối với ngành nông nghiệp thì và các địa phương phải tổ chức thực hiện thắng lợi cái vụ sản xuất đông xuân 2021-2022. Mà trong đó lưu ý giống là không quan trọng. Các cái công cụ và phương tiện
để mà tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng lịch thời vụ. Và trong đó là hướng là xây dựng cái nền nông nghiệp Quảng Trị theo hướng sạch, sản xuất hữu cơ và gắn với thương hiệu để mà phát triển, đưa lại cái đời sống vật chất tinh thần tốt lên. Việc thứ hai là còn đâu đó là vấn đề chặt phá và xâm hại đến rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. Thì ngành nông nghiệp phải chỉ đạo rốt ráo và cũng như là nghiêm cấm những hành vi xâm hại đến rừng. Và việc thứ ba trong vấn đề tổ chức ngành đó là kêu gọi các nhà đầu tư để chúng ta trong lĩnh vực nông nghiệp, để đưa ngành nông nghiệp theo hướng đó không những là sản xuất nông nghiệp mà kinh tế nông nghiệp. Vấn đề thứ tư mà chúng ta phải cần tập trung tổ chức thực hiện đó là về công nghiệp. Định hướng đó là trọng tâm đó là công nghiệp năng lượng và các nhà máy chế biến trên địa bàn. Thì tôi đề nghị Công Thương phải tập trung cho cái này. Làm như thế nào tháo gỡ những vấn đề khó khăn và cũng như là hiện thực hóa các dự án, đảm bảo và tạo điều kiện cho vấn đề thương mại, đặc biệt là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vấn đề tổ chức thực hiện kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn để huy động và khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước gắn với tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ách tắc và các điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng dạy và học, có nhiều sáng kiến, cách làm để tổ chức hoạt động dạy học thích ứng linh hoạt với tình hình dịch COVID-19. Tăng cường năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, giá đất, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại và thông tin đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.